Tại một con hẻm nhỏ, người thanh niên mặc áo mưa sau khi quan sát đã tiến tới mở khóa xe. Lúc sau, chiếc xe có vẻ được dắt đi bởi một thanh niên khác. Vậy, điều đáng nói trong clip này là gì? Trở lại trước đó, người mặc áo mưa đi tới đi lui. Có lẽ anh ta đang tìm kiếm nhà người quen nào đó chăng? Và đây chính là mục tiêu của anh ta. Một chiếc xe máy dựng ngay trước cửa ngôi nhà. Đột nhiên, anh ta dừng lại, vô trong, rồi vội đi ra đầu hẻm. Phải chăng có sự xuất hiện của ai đó nên tên trộm đã bỏ của chạy lấy người? Ngay sau đó, xuất hiện một người nhanh chóng dắt xe đi. Chiếc nón bảo hiểm đỏ trên đầu cùng với dáng người cho thấy hai người này chính là một. Và việc thay đổi hình dạng bề ngoài chính là cái cớ để tên trộm đánh lạc hướng của chủ nhà nếu bị phát hiện. Một câu hỏi nữa được đặt ra là liệu tên trộm này có đồng bọn hay không? Và người ngồi trên chiếc xe máy xuất hiện ở đầu hẻm có phải là ngẫu nhiên? Quay về đầu clip, có hai người thanh niên chủ động đi vào con hẻm. Và có lẽ bọn trộm đã nghiên cứu rất kỹ thói quen dựng xe ngay trước cửa nhà của người dân ở đây. Thật đáng tiếc, chính vì thói quen dựng xe trước cửa nhà mà một chiếc xe đã bị biến mất dễ dàng. Chứng tỏ bọn trộm cắp đã nghiên cứu rất kỹ về thói quen, về thời gian, về tâm lý và cái sự quan sát của những người xung quanh nữa. Để có được một quy trình trộm cắp rất hiện tại thì Ngọc thấy nó rất hoàn hảo. Và ngay cả những người cảnh giác nhất cũng sẽ bị mắc lừa. Nhưng mà trong cái tình huống mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy không, bao giờ cũng vậy, kẻ cướp thường đi hai người. Đó, một người là đồng bọn đứng chờ sẵn, đến lỡ mà có vấn đề gì thì sẽ nhảy lên và vọt rất là nhanh. Thì tại sao chúng ta lại không đặt một cái câu hỏi nữa là khi mà thấy một thanh niên nào đó đậu xe đứng chờ thì chúng ta cũng nên đặt một cái dấu hỏi nghi ngờ. Và bây giờ Ngọc sẽ giới thiệu cho quý vị một phương pháp khác. Có nghĩa là nếu như chúng ta có một sợi dây xích, chúng ta xích cái xe đó lại, an toàn là trên hết mà. Chúng ta xích cái xe đó lại thì chúng ta sẽ làm tăng cái thời gian mở khóa của bọn trộm, thì biết đâu lúc đó chúng ta sẽ phát hiện ra bọn trộm.